Nhu cầu sử dụng điện của mọi người tăng cao, kéo theo hóa đơn tiền điện tăng là nỗi lo của đa số gia đình. Vậy làm cách nào để tiết kiệm điện? Mời các bạn cùng Báo Tuổi Trẻ tìm hiểu một số mẹo tiết kiệm điện nhé! 1. Thay bóng đèn sợi đốt thành bóng đèn huỳnh quang. Đèn sợi đốt cũ tiêu thụ điện năng rất nhiều và tuổi thọ cũng không cao, nên là hãy đổi qua bóng đèn huỳnh quang bởi nó tiêu thụ ít điện năng hơn so với các loại bóng đèn khác và tuổi thọ còn cao gấp 15 lần bóng đèn thông thường. 2. Tận dụng môi trường tự nhiên. Ban ngày bạn nên mở tất cả cửa sổ và mở cửa chính trong nhà, lấy ánh sáng và gió bên ngoài. Cách này sẽ giúp nhà bạn thông thoáng và sáng sủa hơn. Thay vì sử dụng các thiết bị điện, bạn có thể dùng cách này để hạn chế tiêu tốn điện năng. 3. Hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm. Nên hạn chế sử dụng điện trong khoảng thời gian cao điểm từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 sáng và 17 giờ đến 20 giờ tối. Chúng ta chỉ nên sử dụng những thiết bị cần thiết và những thiết bị tiết kiệm điện đã được chứng nhận. 4. Vệ sinh các thiết bị điện. Vệ sinh, làm sạch các thiết bị điện là điều cần thiết để giảm tiêu thụ điện năng. Cách này khiến bạn có thể giảm bớt số lượng đèn điện, quạt gió hoạt động trong nhà mà vẫn đáp ứng được hiệu quả làm mát và soi sáng. 5. Rút điện khi không sử dụng. Các thiết bị điện như máy tính, TV, loa đài, ngay cả khi đã tắt đều có thể tốn điện năng. Tuy điện năng tiêu tốn tại thời điểm đó không cao, nhưng xét về lâu về dài, số tiền bạn phải bỏ ra cũng nhiều đáng kể. 6. Sử dụng các sản phẩm có công nghệ tiết kiệm điện inverter. Hiện nay, rất nhiều nhà sản xuất sử dụng công nghệ inverter dùng để kiểm soát công suất thiết bị nhằm giảm hao phí điện năng không đáng có. Cho nên, khi chọn mua các thiết bị điện gia đình, bạn nên chú ý đến các sản phẩm có nhãn áp dụng công nghệ inverter để mua nhé. 7. Sử dụng các thiết bị điện thông minh. Các thiết bị điện thông minh hiện nay rất được nhiều người dùng yêu thích. Thiết bị có thể kết nối với điện thoại thông minh của chúng ta. Với thiết bị này, bạn có thể thiết lập chế độ tự động tắt mở thiết bị điện khi đi ra ngoài mà quên tắt điện. Thêm vào đó, các thiết bị thông minh còn có thể thông báo tình trạng tiêu thụ điện năng của chúng ta. 8. Thay các thiết bị điện đã cũ. Một cách tiết kiệm điện hiệu quả mà mọi người bỏ qua là sử dụng các thiết bị điện mới. Các thiết bị điện cũ hoặc hoạt động không tốt đang âm thầm tiêu tốn rất nhiều điện năng của bạn mà bạn không biết. Bạn nên kiểm tra và thay thế các thiết bị cũ bằng các thiết bị mới được thiết kế có tính năng tiết kiệm điện. Vừa rồi là một số mẹo giúp chúng ta tiết kiệm điện năng hơn. Quý vị có thể gửi câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến của mình thông qua phần bình luận ngay bên dưới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!